Xin chào các bạn, mình là Thế Anh, mình đến từ cộng đồng Thanh Điều DA, cộng đồng chuyên chia sẻ với các dự án radio, các dự án property, các dự án radio đến từ nhiều nền tảng uy tín và chất lượng cũng như đến từ các sản đô thị. Nếu các bạn còn chưa đăng ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe để các bạn đăng ký cùng để từng những dự án mới nhất được mình xuyên chia sẻ đến với anh em. Trong nội dung video chia sẻ hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau đến với chương trình Alo của dự án Glow. Tham gia vào dự án hôm nay thì các bạn sẽ cần vào link phía dưới mô tả video, sau đó các bạn nút start để chatbot. Tiếp theo chúng ta nút continue. Và bây giờ chúng ta sẽ làm nhiệm vụ đầu tiên là mở kênh Twitter đó này. Các bạn tiến hành follow Twitter. Now retweet a pin tweet. Ở đây thì mình có thể mở luôn profile là lát nữa chắc thì cũng khai báo thông tin này thôi. Mình sẽ xóa chữ Mobi phía trước đi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ join vào group Telegram. Join kênh channel, kênh liên kết ở đây là iGroup Inside Pack rồi. Mở kênh Twitter Group Inside Pack. Như vậy là dự án này thì đơn giản thôi. Ra tìm đến dự án Glow, chúng ta like và retweet lại bài đăng. Dự án này thì có vẻ là chưa lên anh em ạ. Mình tìm không thấy cái dự án Glow này. Các bạn không cần phải retweet luôn nhé. Không thấy đi thôi, chúng ta submit đi tên. Điền profiling của cái Twitter, chúng ta copy phần profiling của Twitter này. Paste đây. Chọn đồ này. Viết này. Để chỉ V20 các bạn dùng VSTH ở trên chất Wallet hoặc Metamask, chúng ta copy phần để chỉ VSTH xong quay trở lại các bạn paste vào. Ok, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau chia sẻ chuyện ở lớp của dự án Glow. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn. Cảm ơn em đã theo dõi video và xin chào các bạn ra tiếp theo.